Chính phủ điện tử là một mục tiêu cấp thiết để điều hành xã hội 4.0. Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp đã chứng minh năng lực triển khai chính phủ điện tử khi hoàn thiện cung cấp giải pháp cho Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nơi đang thay mặt chính phủ quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước với tổng tài sản hơn 100 tỷ đô, chiếm trên 30% GDP quốc gia. Hệ thống điều hành này sẽ giúp cho chính phủ, thủ tướng và lãnh đạo ủy ban có cái nhìn toàn diện về các chỉ số của 19 tập đoàn, tổng công ty, bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu, dù trên máy tính hay điện thoại, thay vì chờ các báo cáo 6 tháng hay 1 năm. Hệ thống còn giúp giảm thiểu thời gian lập, tổng hợp, gửi báo cáo của doanh nghiệp. Vừa đảm bảo cập nhật, giám sát đầy đủ hoạt động của doanh nghiệp, giúp cho quá trình điều hành nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Ngay cả doanh nghiệp cũng có cái nhìn toàn cảnh hiện trạng đơn vị mình.